Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay á, thì trời không có mưa nên mình đi lại đây quay cảnh mùa thu ở châu Âu Hà Lan như thế nào cho tất cả mọi người xem nha. Bây giờ là vào mùa thu rồi, trời cũng hơi lạnh. Mấy cái cây bây giờ lá nó vàng hết rồi. Nguyên một con đường cây lá vàng hết thì nó rụng đầy đường hết. Cảnh mùa thu ở đây thì rất là đẹp. Thường thường mùa thu ở đây á, thì từ tháng 9 đến tháng 12. Mỗi năm á, có 4 mùa, mỗi mùa thì nó có một vẻ đẹp khác nhau. Người đang chạy xe đạp. Mùa thu ở đây rất là đẹp. Cái đường màu đỏ này là đường của người chạy xe đạp. Còn cái đường phía trên này thì đường của người đi bộ. Lá rụng. Buổi sáng ở đây cũng không có đông người. Ở đây có cái ghế cho mình ngồi. Buổi sáng thì khoảng chừng 12 hoặc 13 độ. Trời cũng không có lạnh lắm. Nhưng mà trời này đi ra đường thì phải mặc áo lạnh. Nguyên một con đường này toàn lá cây màu vàng hết luôn. Có nhiều cây nó cũng màu đỏ. Nó cũng có màu đỏ với màu vàng. Khi mà lá cây nó rụng xuống nhiều vậy á, thì người ở đây á, người ta đi quét, có nguyên một chiếc xe lớn á, cho người ta quét lá cây. Mà lá cây nhiều gì á, chạy xe đạp á, cũng rất nguy hiểm, nó trơn á, cũng khó chạy. Nhà ở đây toàn là xây bằng gạch tiểu, rất là chắc chắn. Nguyên một con đường. Đây nhà ở Hà Lan là như thế này. Nhà ở bên Đức với ở đây nó cũng giống nhau. Cũng không có khác nhiều. Trên đường lá cây rụng rất là nhiều. Khoảng thêm khoảng 2 tháng hoặc 3 tháng nữa là cây này rụng lá hết. Bắt đầu chuyển sang mùa đông. Mùa đông thì bắt đầu đi ngắm tuyết. Mùa đông ở đây cũng đẹp lắm, mà mùa đông ở đây rất là lạnh. Mùa đông thì được đi ngắm tuyết. Đây cũng có người đang đi bộ. Đường phía ngoài đó là đường dành cho xe hơi chạy. Đường màu đỏ này thì cho xe đạp chạy, còn đường phía trong thì dành cho người đi bộ. Đây có cái cây lá rất là đẹp. Đây có rất nhiều xe hơi đậu. Đậu ở đây là phải trả tiền. Khu này có rất là nhiều nhà. Ở đây là cái công viên. Đây cũng có rất là nhiều cây lá màu vàng.
phía trong đây thì là công viên. Công viên ở đây thì mùa hè có rất là nhiều người ngồi ở đây. Đây cũng có ghế cho người ta ngồi. Bây giờ đi đâu cũng thấy lá. Đi đâu cũng thấy lá cây rụng. Phía bên kia có người đang ngồi. Mấy cái cây lớn như vậy là có rất là lâu năm. Công viên này cũng lớn. Mùa hè thì nhiều người ra đây ngồi chơi, ngồi phơi nắng. Người ở đây thì rất thích phơi nắng. Mỗi lần có nắng là người ta đi kiếm công viên. Người ta ngồi nói chuyện phơi nắng. Ở đây cũng gần nhà mình lắm. Nhà mình ở đây khoảng chừng 7 phút. Cũng không xa. Đây cảnh đẹp, nhiều cây. Trong công viên này có nhiều ghế cho người ta ngồi chơi. Cái cây này hôm bữa mình lại đây á, cây này rất là đẹp. Lá nhiều lắm, đỏ, nguyên cái cây lá đỏ nhiều lắm, đẹp lắm. Mà hôm nay mới có mấy ngày nha. Mà hôm nay nó rụng. Nó rụng hết rồi. Còn có nhiều lá nữa. Giờ đi đâu cũng thấy toàn là lá cây. Mà bên đây có cây màu vàng, lá màu vàng. Thêm khoảng chừng 3 tháng nữa là ở đây toàn là cây không, không thấy lá. Bây giờ thì còn được thấy lá vàng, lá đỏ. Chứ thêm 3 tháng nữa ở đây toàn là không có thấy lá đâu. Có cái cây hay có trái gì trái gì. Đây thì có mấy cái tượng đá cho người ta ngồi. Mùa hè người ta ngồi ở đây chơi. Cái công viên này rộng lắm, lớn thiệt là lớn.